nhằm tạo điều kiện cho người dân có cơ hội được hưởng lương hưu lúc về già và được chăm sóc sức khỏe từ chính sách bảo hiểm y tế. Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương chính sách nhằm khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, đối với các huyện miền núi nghèo như huyện Lang Chánh, công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình vẫn là một bài toán khó. Bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình là những chính sách ưu việt của Đảng và Nhà nước, thể hiện tính nhân văn, không vì mục tiêu lợi nhuận. Mặc dù được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng, tuy nhiên đối với bà con ở vùng sâu vùng xa và đồng bào dân tộc thiểu số, việc tiếp cận các chính sách trên vẫn còn những hạn chế nhất định. Với đặc thù là huyện miền núi nghèo, dân cư thưa thớt, giao thông đi lại còn gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa bão. Hầu hết người dân sinh sống trên địa bàn huyện là đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo chiếm trên 60% dân số. Để giúp người dân biết, hiểu và đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, Bảo hiểm xã hội huyện đã phối hợp với các ngành có liên quan và chính quyền địa phương thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tham gia. Có trực tiếp chứng kiến mới cảm nhận rõ được sự vất vả cũng như tâm huyết của những người làm công tác tuyên truyền trong lĩnh vực này. Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội huyện Lang Chánh, từ đầu năm đến nay toàn huyện có 1.006 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt 74,5% kế hoạch được giao. 37.808 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 82% kế hoạch. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 73,4%. Chưa bao gồm những người đi làm ăn xa và người tham gia bảo hiểm y tế trong lực lượng vũ trang. Trong đó, số người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình mới chỉ có 2.526 người. Nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình còn thấp, xuất phát từ điều kiện kinh tế của người dân còn gặp khó khăn. Bên cạnh đó là nhận thức về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn thấp, đặc biệt là thói quen ỷ lại, trông chờ trợ cấp từ nhà nước. Trong bối cảnh đó, theo ông Vũ Cao Cường, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện cho biết, muốn phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình, không cách nào khác là phải tích cực bám làng, bám bản để tăng cường công tác tuyên truyền, vận động giúp đồng bào hiểu về giá trị đích thực của bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế là chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, mở ra cơ hội được hưởng lương hưu và chăm sóc sức khỏe cho tất cả người lao động, góp phần ổn định và phát triển xã hội. Hầu hết người dân sinh sống trên địa bàn huyện là đồng bào dân tộc thiểu số, cho nên là trình độ dân trí vẫn còn thấp. Nhiều người thì chưa nhận thức đầy đủ về chính sách bảo hiểm y tế. Khi mà cơ quan bảo hiểm xã hội đến tuyên truyền vận động người dân thì thứ nhất là người dân chưa hiểu ý nghĩa nên chưa tham gia. Cái thứ hai nữa là một số người tham gia bảo hiểm y tế đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả. Tuy nhiên là do là ngại về cái việc đưa hình ảnh của mình lên truyền hình để truyền thông thì từ chối phối hợp. Một số trường hợp thì phải đi khám chữa bệnh với chi phí lớn nhưng không được quỹ bảo hiểm y tế chi trả do chưa tham gia bảo hiểm y tế. Tuy nhiên là mặc cảm trước cái việc là mình chưa tham gia bảo hiểm y tế, sợ dư luận đánh giá rằng là cái việc tại sao đến thời điểm bây giờ mà lại chưa tham gia bảo hiểm y tế cho nên người ta chưa tham gia. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, Bảo hiểm xã hội huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương đến từng nhà dân để vận động, thuyết phục, giúp họ thấy được quyền lợi thiết thực khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Nhờ những nội dung tuyên truyền gần gũi, thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ đã giúp người dân nắm bắt được thông tin và nâng cao hiểu biết, nhận thức về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Với mục tiêu tiếp tục khai thác mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội huyện sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở rộng mạng lưới tổ chức dịch vụ thu, tạo điều kiện thuận lợi để người dân dễ dàng trong việc tham gia và thụ hưởng các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Cùng với đó, tích cực đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng tiếp cận trực tiếp với người dân, giúp người dân nắm bắt đầy đủ các chủ trương chính sách để người dân biết, hiểu, từ đó tự nguyện tham gia.